chẳng biết nơi đâu yên bình. Ký ức mang bao cay đắng niềm đau giấu cho riêng mình. Ánh sáng nơi cuối con đường đánh cắp những ai sai đường. Buông hết trái ngàn hận thù nơi quá khứ kia. Đời ta mỗi bước đi bao khó nhọc, đâu đó cho ta hy vọng. Năm tháng mai sớm yên lòng và ta ngóng trông. Vầng dương soi lối trái tim hận thù, cố xóa tan đêm mịt mù. Muốn nói với chính ta vực dậy bước tiếp đi. Vì cuộc đời là niềm tin khát khao, vì cuộc đời có gian khó thăng trầm. Ta vươn cao đôi tay ta thét vang, hey ho, hey ho, hey hey ho. Vì cuộc đời là trò chơi trắng đêm, vì cuộc đời còn mang những cơ hội. Mấy cung kia sau bao ven thắng tôi chỉ còn nỗi xót xa hoang tàn. Ta mỗi bước đi bao khó nhọc, đâu đó cho ta hy vọng. Năm tháng mai sau yên lòng và ta ngóng trông. Vầng dương soi lối trái tim luận thù, cố xóa tan đêm mịt mù. Muốn nói với chính ta vực dậy bước tiếp tháng năm tháng chờ. Có thể là anh đã xem thấy hình ảnh này ở đâu đó, rồi lưu lại thành ký ức. Anh cũng không phân biệt được đâu là ký ức thật và đâu là ký ức giả mà anh đã nhìn thấy. Chắc có lẽ là vậy. Xin lỗi em, anh làm em thức giấc giữa đêm như vậy. Em vào trong nghỉ ngơi đi. Anh ngồi đây một lát rồi anh sẽ vào ngủ. Anh nhớ đi ngủ sớm nha. Biết tình trạng của anh Hòa sao rồi? Không lẽ anh nhớ được tình tiết gì mới hay sao? Rốt cuộc giấc mơ đó có ý gì? Mình là ai? Tại sao hình ảnh căn nhà hoang bị cháy đó lại khác hoàn toàn so với những gì Phương và mọi người kể cho mình nghe? Không ngờ là cái bản thiết kế của Duy Nam lại xuất sắc tới như vậy. Tôi rất là vui khi thấy phía đối tác họ cũng hài lòng. Bà ơi, bà thực sự không còn nhớ mình còn có một đứa con gái hay sao? Hay đây chỉ là chiêu trò để ba lẩn trốn thôi? Cô Quỳnh. Dạ. Cô làm cái gì mà nhìn tôi chằm chằm như vậy? À không, tôi chỉ đang suy nghĩ là con lớn này thuộc về Duy Nam thôi. Cô nói đúng. Lần này tôi sẽ thưởng riêng cho Duy Nam thật lớn. Dạ, thay mặt Duy Nam tôi cảm ơn sếp. À, chừng nào thì cậu ấy sẽ tới đây để làm việc? Tôi rất là mong dự án lần này sẽ do cậu ấy đảm nhận. Tôi vẫn đang cố gắng thuyết phục Duy Nam. Tài xế. Dạ. Chở tôi tới chỗ bác sĩ Minh nghe. Dạ ông chủ.
Bệnh tình của sếp dạo này sao rồi ạ? Thì vẫn như cũ, mà mấy hôm nay tôi cảm thấy đau đầu nhiều hơn. Chắc là do sếp bị căng thẳng, làm việc quá sức nên mới bị đau đầu thôi. Hay là để tôi tìm cho sếp một bác sĩ tốt hơn nha. Không đơn giản là căn bệnh thông thường đó đâu. Cảm ơn cô đã quan tâm. Một lát nữa tài xế của tôi sẽ đưa cô về công ty. Hay là để tôi đi với sếp? Thôi không sao đâu, tôi đi gặp bác sĩ để hỏi về điều thôi. Dạ. Rốt cuộc người gửi quà cho mình là ai? Nếu ba bị mất trí nhớ thì không thể nào gửi quà cho mình được. Ông ấy điều trị bao lâu mà không có tiến triển gì sao? Phải làm cách nào ông ấy mới hồi phục đây? Tôi lãng vảng ở căn nhà quan bốc cháy đó, tôi thấy vợ của tôi. Nhưng mà cô ấy nói tôi không phải là Định Hòa. Sau đó thì sao? Cô bỏ tôi lại, kêu tên Hải rồi bỏ chạy. Cô bỏ chạy nhanh lắm. Sao tôi có cảm giác là người hiện tại không phải là tôi? Tôi nghĩ chắc là do anh nôn nóng nhớ lại quá khứ nên mới bị như vậy. Anh cứ từ từ thôi, đừng có ép bản thân nhớ lại nhanh quá, nếu không sẽ phản lại tác dụng đó. Không hiểu sao tôi cứ hay bị ám ảnh gì đó. Những gì anh thấy lại khác so với những gì anh kể với tôi trước đây. Do anh quá mong ngóng để hồi phục lại ký ức nên não bộ mới tạo ra những ký ức giả để thỏa mãn. Những điều đó có thể là thông tin giả, sai sự thật. Không lẽ mọi chuyện lại đúng như bác sĩ nói như vậy sao? Không lẽ cái đám cháy đó là giả? Tôi khuyên anh nên từ từ. Chuyện điều trị là phải bình tĩnh. Nếu anh muốn khôi phục được ký ức, anh phải kiên trì trong thời gian dài. Nếu không có sự kiện hay là chuyển biến gì đặc biệt thì khó mà khôi phục được ký ức. Tôi biết rồi. Thuốc hôm trước tôi kê cho anh chắc nên đổi lại. Bác sĩ cứ kê cho tôi loại thuốc nào tốt nhất là được rồi. Cảm ơn bác sĩ. Chào. Chào anh. Anh Hòa vừa rời khỏi phòng khám. Xin lỗi cô, tôi không thể nào mà kê toa thuốc theo ý của cô được. Vì nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh Hòa. Tôi biết sẽ định liệu như thế nào. Trước mắt tôi chỉ dùng liệu pháp kỹ thuật sai lệch, cũng như là kéo dài thời gian để gây nhiễu loạn, khiến cho quá trình hồi phục trí nhớ của anh Hòa không đạt kết quả tốt. Cô tin tôi đi, tôi bảo đảm mọi chuyện sẽ diễn tiến theo đúng như ý mong muốn của cô thôi. Được rồi, tôi biết rồi. Chào cô. Ông ta đang nói chuyện với ai vậy? Sao lại đưa ra liệu trình điều trị sai lệch để ông Hòa không thể hồi phục được ký ức? Tại sao lại lừa dối ông ấy? Sao anh cứ muốn nhớ lại làm gì vậy hả anh Hòa? Đi thôi cô. Chào chị đẹp. Sao rồi? Căn nhà quan đó bà suy nghĩ tới đâu rồi? Không có gì phải suy nghĩ hết. Vậy sao? Anh nè, cậu ra ngoài coi xe đi, vô đây chi? Tôi nói cậu ấy vào đây đó, mình vào thôi. Sao hắn ta có vẻ sợ tới Minh Đạt vậy? Theo khai thác thông tin từ đàn em của Thưởng Thẹo thì Minh Đạt chính là con nuôi của một ông Trùm rất có tiếng bên Cam. Con không hiểu sao dạo gần đây về Việt Nam hoạt động nhiều như vậy. Con nuôi của ông Trùm? Dạ. Trước giờ ông Trùm chưa từng xuất hiện, tất cả mọi việc đều do Đạt và đàn em xử lý hết. Con nghĩ công ty Hoàn Cầu chỉ là cái cớ để làm những việc mờ ám của ông Trùm thôi. Vậy sao tên Minh Đạt lại nhắm vào tôi? Cái này thì con không rõ. Sau đây làm gì cũng phải chú ý. Dạ con biết rồi, mời cô.
dựa trên kết quả nhận hồ sơ đấu giá công khai mà quý vị vừa chứng kiến, tôi xin công bố đơn vị thắng đấu giá lần này là công ty Hoàn Cầu. Không thể nào. Cô đừng tức giận, lộ ra sơ hở đối phương nhìn thấy sẽ không hay. Mình đi thôi cô. Đúng là tôi đã học hỏi được rất nhiều điều trong vụ đấu giá lần này. Nhưng tôi được biết bà ta là cáo già trên thương trường, làm sao bạn thắng được hay vậy? Có gì đâu, chỉ cần quan sát nhìn người thì trăm trận trăm thắng thôi. Chỉ mới có vài vụ thôi mà, cũng chưa khẳng định được gì đâu. Vậy sao? Tôi không tin cậu ta lại giỏi như vậy. Chắc chắn là có gì gian lận ở đây. Cậu cho người theo dõi xác minh tên Đạt đó, nhất cử nhất động đều phải báo cho tôi biết. Nhớ phải cẩn thận, đừng để bị lộ. Dạ. Vì xem ra tên Đạt này không phải là một doanh nhân bình thường. Dạ con biết rồi, để con đưa cô về. Cô Quỳnh, cô đang tìm cái gì sao? Tôi... Dạ không, tôi mang sô-cô-la tới tặng sếp. Nghe nói là con gái của sếp rất thích ăn sô-cô-la. Đúng là con gái của tôi thích sô-cô-la thật. Cảm ơn cô nhiều nghe. Nhưng mà lần sau khi không có tôi ở đây, cô đừng tự ý vào đây, người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu. Dạ. Dạ, xin lỗi sếp, sau này tôi sẽ để ý hơn. Ừ. Dạ, hy vọng là con gái sếp sẽ thích vị sô-cô-la này. Đây là loại mới, được rất nhiều người khen ngợi. Nhưng mà hàm lượng cacao trong loại này rất cao. Nếu ai dưỡng với cacao á, thì phải thử một lượng nhỏ trước. Không biết là con gái của sếp có từng dị ứng với sô-cô-la không? Không có đâu, con bé nhà tôi nó cũng dễ ăn lắm. Dạ, vậy thì tốt rồi. Hy vọng là em ấy sẽ thích món quà này. Cảm ơn cô. Bà đã quên con thật rồi sao? Tôi xin phép. Thông tin khuôn mặt của ông ta không thể nào điều tra được, vì năm đó ông ta tới viện đã phỏng gần hết mặt rồi. Ngồi đi. Không thể hay là chưa tìm đúng người. Bây giờ cứ chịu khó giúp tôi đi, tiền bạc không thành vấn đề mà. Không phải vì vấn đề tiền bạc đâu, mà là không có thông tin gì để điều tra hết. Nếu như mà không điều tra được thì coi chừng cái mạng của mày đó. Vô dụng. Chuyện gì làm anh tức giận vậy? Không, chỉ là chuyện cá nhân thôi. Việc anh giao cho tôi làm xong rồi. À, thiệt hả? Tốt lắm. Vậy anh còn việc gì giao cho tôi nữa không? Trước mắt cứ theo thưởng thẹo đi. Có việc gì tôi sẽ gọi cậu sau ha. Tôi biết rồi, vậy tôi ra ngoài.
vào hang cọp thôi. Sao? Có phải bà Phương sai cậu tới theo dõi tôi không? Tôi không biết gì hết. Về nói lại với bà Phương, muốn gì thì tới gặp trực tiếp tôi, đừng có chơi cái trò con nít này nữa, nghe rõ chưa? Hả? Dạ biết rồi anh. Tốt. Dạ thưa cô, thám tử con thuê đã bị tên Đạt phát hiện, hắn còn chặn đường đe dọa. Sao cậu làm việc bất cẩn tới như vậy? Cậu thừa biết hắn ta là con nuôi của ông Trùm, tại sao lại thuê một thám tử bình thường để mà theo dõi hắn? Dạ, lỗi tại con sơ suất. Con xin lỗi cô, bây giờ mình phải làm sao cô? Chủ động liên lạc với hắn, tôi muốn gặp trực tiếp, xem coi hắn muốn gì. Dạ. Đi liền đi. Dạ. Ủa Hạnh. Ủa anh Đạt, anh đi đâu vậy? Nghe nói là Vi có hẹn với em đi phát cơm từ thiện hả? À, cho anh tham gia chứ nha. Trời ơi, tấm lòng của anh á, em cảm ơn không hết, sao mà từ chối được. Ủa mà Vi đâu sao không tới? Ủa Vi chưa tới nữa hả? Ờ, anh tưởng đâu Vi tới rồi. Ờ, để em gọi coi. Em gọi thử coi. Có khi nào là cổ bận hay là ngủ quên gì không ta? Giờ sao? Thôi kệ nó đi, lát nữa nó thấy được cuộc gọi nhỏ á, nó cũng gọi lại cho em à. Thôi em lên đi, anh chở em đi luôn. Hả? Đi hả? Ừ, đây.
người lạnh lùng như bà Phương, sao lại có một cô con gái nhân từ như vậy? Anh mua nước cho em đây. Dạ. À, mai mốt em có làm từ thiện như vậy á, cứ nói với anh một tiếng. Anh rất thích làm những công tác xã hội đó. Anh nói thiệt không vậy? Anh nói thiệt chứ. Nhớ nha. Vậy lần sau em gọi là anh nhớ đi á. Ăn cơm không? Em nhường cho anh á. Thôi em ăn đi. Còn con hộp à, em nhường á. Anh không có đói, thiệt. Vậy em ăn nha, em đang đói lắm á. Ủa, em ăn món này luôn á hả? Sao em lại không ăn món này được? Cái này á, em có thể cho người ta hoặc là bỏ đi mà. Đâu có bỏ đi được. Anh có biết cái quá trình mà người ta tạo ra được một hộp cơm cho mình ăn á, rất là khó khăn không? Từ cái giai đoạn mà người ta gieo mầm nè, tới lên cây lúa nè, rồi ra được hạt gạo, rồi tới được tay của mình, là cực kỳ vất vả luôn. Cho nên là em rất là trân trọng những bữa ăn này. Tại vì em biết á, là trên thế giới này có rất là nhiều người chết vì đói do không có ăn á. Tại sao đồ ăn của mình cho người ta được mà mình ăn không được, đúng không? Em thật sự làm anh rất là bất ngờ. Anh không nghĩ là một tiểu thư nhà giàu như em lại có thể ăn những thứ đạm bạc như vậy. Thật ra là em đơn giản lắm, ăn cái gì cũng được hết á. Em vừa dễ thương xinh đẹp mà tấm lòng của em lại còn nhân hậu nữa. Chắc chắn là em rất là giống ba của em, đúng không? Hay nha. Cái này là ai cũng nói giống vậy hết trơn á. Vậy là nói chính xác rồi. Mà em không có hình hồi trẻ của ba em hả? Em đã nói với anh là em không có rồi mà. Sao anh cứ hỏi về ba mẹ em hoài vậy? Bộ anh đang điều tra gì hả? Trời ơi, tại sao em lại nghĩ như vậy? Thì công ty của anh á, là công ty đối thủ của nhà em. Em nói cũng đúng. Nhưng mà nếu như thật sự anh điều tra về ba mẹ em thì em sẽ nghĩ gì? Vậy là anh đang điều tra ba mẹ em thiệt á hả? Coi em kìa, anh chỉ mới nói giỡn thôi mà mặt em căng như vậy. Nè, kỳ cục. Không có gì đâu. Thật ra anh muốn biết về ba mẹ của em là có lý do. Lý do gì? Hạnh à, anh muốn được theo đuổi em. Cái gì? Anh theo đuổi em? Cho anh cơ hội nha. Không phải là em không muốn cho anh cơ hội, nhưng mà anh Đạt ơi, thật ra là em có người trong mộng rồi. Em rất là xin lỗi anh. Em không sao hết. Khi nào mà em chưa làm đám cưới thì anh vẫn còn cơ hội mà, đúng không? Em thì em cứ từ từ suy nghĩ đi ha. À thôi, chắc là em phải về trước á, em có việc gấp ở nhà, em đi nha. Chào em. Cẩn thận đó. Cô tưởng là tôi thật sự thích cô sao? Đúng là ngựa non dễ tin người. Anh em vô đây đi, anh để lên bàn giùm tôi nè. Trời, cô đặt nhiều đồ ăn rồi cô còn đặt nữa là sao vậy? Lát nữa tôi tiếp khách, tôi đặt nhiều thôi. Nếu vậy thì sao cô không đặt nhà hàng trong một lần thôi? Gọi tới đặt từng món, mọi người không hiểu sao cùng một địa chỉ mà cứ đặt lắc nhắc từng món, khiến cho anh em tụi tôi á phải thay phiên nhau giao liên tục. Thì xin lỗi anh, tôi quên. Tôi tính đặt á, xong rồi cái tôi đặt rồi tôi quên, tôi đặt thêm thôi. Cô đừng có tưởng là tôi không nhìn ra ý đồ của cô. Cô muốn gặp tôi mà ngại nhắn tin nên bày ra trò này để gặp tôi chứ gì. Xong chưa? Tôi về. Khoan. Gì nữa? Anh nên suy nghĩ kỹ về việc vô công ty của tôi làm đi. Không lẽ anh thích làm mấy cái thứ linh tinh này hoài luôn á hả? Rồi để ship đồ ăn hả? Anh vô công ty của tôi có nhiều việc để làm hơn. Mà không phải anh đang muốn kiếm được nhiều tiền hả? Nếu như chuyện cô nói là chuyện này á, thì tôi không muốn nghe. Nè, anh đừng có dơ đũa cả nắm. Công ty cũ của anh không tốt không có nghĩa là công ty tôi cũng không tốt. Nè, tôi đang nói chuyện với anh đó. Đàn ông gì mà giận dai như đĩa vậy đó.
Tại sao thời gian gần đây có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra liên tiếp vậy chứ? Việc tay bác sĩ đó nói chuyện với người bí ẩn liên quan tới bệnh tình của ông Hòa thật sự rất bất thường. Nói tới kìa đại ca. Ê, biểu mày. Tao đã nói không cho mày tới đây chơi rồi mà. Sao mày lì quá vậy? Thì nó tên Đăng Lì mà đại ca. Em tới chơi chút xíu nha anh Phú. Em đâu có mượn tiền anh nữa đâu. Em có tiền. Mày có nhiều tiền cỡ nào tao cũng không muốn dính líu tới mày. Mày muốn sòng bài của tao bị sang bằng hả? Nhớ, từ nay về sau không cho cậu ta chơi bài nữa. Nếu không, tôi sang bàn sòng bài của anh đó. Tôi nói được làm được. À, con nhỏ đó nó hù anh thôi, chứ nó làm được gì? Mà không lẽ anh Phú đi sợ nó? Nó không đơn giản như mày nghĩ đâu. Đi đi. Em chơi ở đây chút xíu sao nó biết được? Mày biết nó là ai không? Mà nó là ai? Mày về mày hỏi nó kìa. Bây giờ mày có chịu về không? Hay muốn tao đưa mày về? Hả? Về về làm gì căng vậy? Mày đi thông báo cho anh em địa bàn của mình, không cho nó chơi nữa. Dạ em biết rồi đại ca. Mày có biết mày đang đụng trúng ai không? Nó không phải là một người dễ đối phó đâu. Ý mày là sao? Nó chính là cháu gái của ông Trùm đó. Mình mà không khéo là tiêu rồi. Nam đâu? Nam! Nam đâu? Có chuyện gì vậy con? Tôi hỏi bà một lần nữa, thằng Nam đâu? Thằng Nam nó không có ở nhà. Bà kêu nó ra đây cho tôi. Con có chuyện gì nói với cô cũng được. Tôi cần gặp thằng Nam. Mày trốn rồi đúng không? Nam, mày trốn trong nhà đúng không Nam? Nam! Nó không có ở nhà thiệt mà con. Tôi hỏi bà một lần nữa, thằng Nam đâu? Đăng ơi, con bình tĩnh đi con. Bỏ cái kéo xuống đi con. Tôi hỏi thằng Nam đâu? Nó không có ở nhà thiệt mà con nói thiệt. Không? Thằng Nam đâu? Nói chưa? Để nói là mẹ. Không có ở nhà. Cái gì vậy? Mẹ, mẹ có sao không mẹ? Mẹ không sao. Họ không sao. Ê, ê, ê. Bà phải tự cầm cây kéo nha, không liên quan tới tao nha. Không liên quan tới tao nha. Tại sao làm vậy? Cái gì? Con ơi. Tại sao vậy? Thôi mà con. Thôi mà. Tại sao lúc nào mẹ cũng cản con, nên nó mới làm tới kìa. Mày có biết là mày quá đáng không hả? Tao đáp ứng hết mọi yêu cầu của mày, thậm chí cả tiền bại bạc của mày, còn bị người khác hiểu lầm. Vậy mà mày còn tới đây kiếm chuyện gia đình tao nữa là sao? Con, bao nhiêu năm qua tao chu cấp cho mày, hoàn cảnh mày bị như vậy là do mày cờ bạc. Tại sao lúc nào mày cũng đổ thừa mẹ con tao vậy? Do ba mày chứ bộ. Do ba mày tao mới có cuộc sống như ngày hôm nay. Năm nữa ba mày chết, ba tao cũng chết. Vậy ai đền ba tao cho tao? Ba mày đáng chết chứ bộ. Không đúng. Nam, thôi mà con. Đúng là ba người. Vậy tại sao mày không đi tìm hai người kia đi? Lúc nào mày cũng nhắm vào mẹ con tao vậy? Tao. Mày đụng tới mẹ tao một lần nữa, tao sống chết với mày nữa. Mày đừng mà con, đừng mà. Mẹ, mẹ. Mẹ có sao không mẹ? Rồi sao? Mẹ ngon mày làm gì tao đi, làm đi. Tao sẽ mày đứng lại đó đi. Nam à. Mẹ. Mẹ có sao không? Mẹ không sao không? Thằng này, hôm nay mẹ ăn gan hùm sao mày dám nói chuyện tao kiểu đó? Tao mà kiếm được hai người kia, tao kiếm mẹ con mày làm gì? Sao? Bà chịu cầu cứu tôi rồi ạ? Cậu ra giá đi. Căn nhà đó bao nhiêu? Tất cả là tại cô. Cô không cứu ba mẹ con, cô là người xấu. Là bà Phương. Dễ thôi. Bà cứ cho một cái giá mà nó hợp lý với căn nhà là được rồi. Tôi sẽ chấp nhận giá cậu đưa ra. Chỉ có điều là cậu đừng chen chân vào những dự án mà tôi đang thực hiện. Mua bằng được ngôi nhà đó, không lẽ bà đang che giấu một bí mật gì trong căn nhà này à? Ý cậu muốn gì? Thì bà hiểu mà. Thôi được rồi. Về chuyện bán căn nhà này cho bà, tôi sẽ suy nghĩ lại. Cậu đúng là tráo trở. Sao cũng được hết, làm ăn nó phải là như vậy thôi. Chào bà. Căn nhà đó là căn nhà nào?
lâu quá không gặp. Khỏe không? Cậu là ai? Là người mà 20 năm trước bà từng mừng sinh nhật. Là người có bà mẹ điên. Bà hay gọi là bạn thân đó. Là Đăng sao? Hên quá, bà còn nhớ tên thằng này. Vẽ hoài cũng không có ai mua, rồi mình nuôi đam mê bằng cái gì chứ? Anh Nam nè, sao anh Nam ngồi thẫn thờ ở đây, không lại vẽ tranh đi? Anh không muốn tiếp tục công việc này nữa. Sao nữa vậy? Không phải anh từng nói với em đây là ước mơ của anh hay sao? Nhưng nó không đem lại cho anh cuộc sống tốt hơn, không tiền, không địa vị. Thôi, bỏ chuyện đó qua một bên đi. Hôm nay em tới đây để báo với anh một tin, là em sẽ có cách để giúp anh thực hiện ước mơ của mình đó. Đây, nhìn nha. Em sẽ đăng hết tất cả các tranh mà anh vẽ lên trên cái web này. Rồi người ta vô coi, nếu mà người ta thích tranh của anh á, người ta sẽ đặt mua. Ở trên đây có rất là nhiều người thích tranh luôn đó. Nhưng mà cũng có nhiều người vẽ tranh đẹp hơn anh mà. Thôi em về đi. Ủa, mà Duy Nam mà em quen biết á, đâu phải là người dễ dàng bỏ cuộc vậy? Đó mới là anh, em lộn rồi. Anh Nam, em về đi. Nhưng mà em chưa nói xong mà anh Nam. Chờ em chút. Ấy à. Anh, em sao vậy? Trời, cái chân của em. Để anh coi, để anh coi. Nhẹ nhẹ thôi anh, đau quá. Ấy à. Em bị bong gân rồi. Hả? Để anh cõng em về. Thôi được rồi, em ngồi nghỉ xíu là hết rồi, em tự đi được. Ngoan, nghe lời anh đi, không được đâu. Em lên. Xong chưa? Cảm giác này là sao chứ? Lãng mạn y như những bộ phim mà mình đã coi. Ước gì thời gian kéo dài lâu hơn một chút. Cuộc sống của hai mẹ con có tốt không? Năm đó vì có việc đột xuất nên phải đi nước ngoài gấp. Mãi tới sau này về lại đây vì mới đi tìm hai mẹ con. Nhưng mà những người sống gần đó, họ nói là họ mới dọn tới nên không biết gì. Cho nên thành ra là... Bà có quay lại tìm thiệt hả? Dì xin lỗi. Vì bất khả kháng, vì phải ra đi khi hai mẹ con đang gặp nạn. Và không quay về để tìm hai mẹ con sớm hơn. Hay là bà sợ để mẹ con tôi liên lụy? Giờ thì mẹ của con có khỏe không? Trí nhớ của bà ấy có phục hồi lại chưa con? Mẹ tôi vẫn vậy à. Vẫn điên điên dại dại suốt 20 năm nay. Tôi thấy càng ngày càng nặng hơn nữa kìa. Dì có cho người đi tìm, nhưng không thấy tin tức gì của con hết. Đây, dì gửi cho con chút tiền. Có cần gì thì cứ tìm gặp dì. Còn bây giờ dì có việc phải đi gấp. Dì sẽ tới thăm mẹ con sau nghe.
Dì đi nghe. Có nhiều đây á mà thấm gì. Cô Ngân ăn ngon miệng nha. Ngon không? Ngon. Tội nghiệp cô quá. Ngân quá à. Có một đứa con à, suốt ngày cứ bỏ bê cô hoài. Gì vậy? Sao biết tôi không mua đồ ăn ngon cho mẹ tôi ăn? Ăn nấu xài lơ. Trời, biết mua đồ ăn rồi đó hả? Có hiếu quá ha. Sao không biết sớm sớm đi? Suốt ngày cứ để mẹ ăn cơm thiêu hoài. Nói kỳ vậy? Mẹ thích thôi, mẹ thích thôi. Món này mắc ngon lắm quá, luôn á. Sao không có tiền mà mua vậy? Tôi mua bằng tiền của tôi. Cờ bạc đúng không? Thôi mệt quá, muốn nghỉ sao nghỉ. Ăn đi mẹ. Nè Đăng. Vậy ông suốt ngày xài tiền trên mồ hôi công sức của người ta thì ông làm ơn tiết kiệm đi. Suốt ngày cứ bắt Duy Nam gánh còng lương trả nợ cho ông hoài à. Gì trời? Nam nè, thấy gì không? Tiền đó, đây không phải là tiền của thằng Duy Nam. Đây là tiền mồ hôi nước mắt của tôi đi làm ra. Ông ăn cướp hả? Sao mà nhiều tiền quá vậy? Yến ơi là Yến. Vàng luôn nè. Ông nói tôi biết đi, tiền này là ông kiếm ở đâu ra vậy? Sao hở cái nghĩ là tôi là giang hồ, là ăn cướp, là giật giọc, quý lộn quý lạo. Nghĩ tốt tôi chút xíu được không? Muốn nghĩ tốt á thì chứng minh đi. Bây giờ tôi chứng minh là Yến sẽ đi về nè. Dám đuổi tôi về hả? Chứ sao? Yến ở đây hoài á, rồi qua đây thường xuyên á, người ta nói Yến mê thằng Đăng. Đồ điên. Tôi mà mê ông hả? Có khùng không? Không mê sao qua hoài vậy? Tôi lo cho cô Ngân thôi. Ăn cho ngon miệng rồi mập cái theo ông ra đi. Vậy về đi. Mê Đăng. Đúng không mẹ? Mê. Ăn đi mẹ. Ngon chưa? Mẹ, từ rày về sau mẹ con mình hết khổ rồi. Hết khổ. Ăn đi. Ngon quá. Ngọc ơi, ba nè. Cứu ba đi con. Ngọc ơi, ba nè. Ba. Cứu ba đi con. Ngọc, nhìn lên. Ngọc. Ba mới là ba của con là Ngọc. Cứu ba. Ngọc. Ngọc ơi. Ngọc ba nè. Ba là ba của con nè. Cứu ba với. Ngọc ơi Ngọc. Ba cứu đây. Ngọc cứu ba đi Ngọc. Cứu ba đi con. Ngọc. Ba. Thì ra là mơ. Nhưng tại sao mình lại mơ giấc mơ kỳ lạ như vậy? Nếu quả thật ông Hòa là ba thì chắc chắn nó xảy ra chuyện gì đó khiến cho ông ấy bị mất trí nhớ, nên ông ấy mới không có phản ứng lúc mình thử dụ sô-cô-la. Chứ ba của mình biết mình bị dị ứng sô-cô-la mà. Hay là ông ấy không hề mất trí nhớ mà chỉ giả vờ giấu thân phận để trốn truy nã thôi. Ba đỡ mỏi chưa ba? Cũng đỡ rồi, may là nhờ có bàn tay con gái yêu của ba đó. Vậy con sẽ bóp tiếp cho ba. Ngoan. Ủa hình gì vậy ba? À, đây là cái hình xăm của ba. Hồi nhỏ ba thích đua xe nên xăm chiếc xe đó. Wow, hình đẹp quá ba ơi. Đây là chiến tích của ba. Hồi trẻ ba là tay đua cừ khôi luôn đó. Wow, ba con rất giỏi luôn. Ôi trời. Trời ơi, con gái ba biết nịnh dễ sợ luôn á. Mà con biết đua xe là gì không? Dạ không. Đúng rồi, hình xăm. Chỉ cần mình kiểm tra được hình xăm trên vai của ông ấy thì sẽ biết được ông ấy có phải là ba của mình hay không. Lúc nãy tổng giám đốc Minh Trí nói gì mà nhìn sếp có vẻ vui vẻ? Ông Trí ông khen cô đó. Ông nói tôi may mắn khi có được một trợ lý vừa xinh đẹp vừa khéo ăn khéo nói. Dạ thật là ngại quá. Tôi thấy mình không khéo ăn khéo nói như vậy.
Là do cô khiêm tốn thôi. Chứ mấy cái chuyện nhận xét người khác á, là phải để cho người ngoài đánh giá thì mới chính xác được, có đúng không? Dạ, chỉ cần làm được việc cho sếp là tôi vui rồi. Chắc là sếp cũng khát nước rồi, nãy giờ rồi mà. Dạ, tôi mời sếp. Cảm ơn cô, cô chu đáo vậy đó. Nhưng mà khen thì lại không nhận đâu. Uống rồi, nếu ngấm thuốc mê thì sẽ bất tỉnh. Mình sẽ làm như ông ấy bị bệnh tái phát. Kêu hắn ta chở tới bệnh viện, vậy là mình có thể kiểm tra được là trên vai của ông Hòa có hình xăm hay không. Biết sao hôm nay tôi buồn ngủ quá. Vậy cậu tắp xe vào liền ngay. Bộ tối qua anh thức khuya lắm hả? Dạ không, tôi hiểu mình là tài xế nên cần phải tỉnh táo. Hôm qua tôi cũng ngủ sớm lắm mà. Kỳ lạ thiệt. Vậy tại sao giờ này anh lại buồn ngủ? Lúc nãy tôi còn tỉnh lắm mà. Nhưng mà không hiểu sao á, tôi uống chai nước ở chỗ cô á, thì bây giờ bị như vậy nè. Anh uống chai nước chỗ tôi ngồi hả? Ờ. Vậy chai nước mà sếp đang uống? Dạ thưa cô, chai đó tôi mới lấy ở trong thùng rồi để lại chỗ cũ. Xin lỗi sếp, tôi buồn ngủ quá, không lái được nữa đâu sếp. Cậu không có tỉnh táo như vậy thì không nên lái xe đâu. Cậu xuống đi để tôi lái cho. Dạ. À, sếp. Để tôi lái cho. Cũng tại tin này làm hư kế hoạch của mình. Năm tháng tâm tư cô độc, chẳng biết nơi đâu yên bình. Ký ức mang bao cay đắng, niềm đau giấu cho riêng mình. Ánh sáng nơi cuối con đường, đánh thức những ai sai đường. Buông hết trái ngang hận thù nơi quá khứ kia. Đời ta mỗi bước đi bao khó nhọc, đâu đó cho ta hy vọng. Năm tháng mai sáng yên lòng, và ta ngóng trông vầng dương soi lối trái tim hận thù, cố xóa tan đêm mịt mù. Muốn nói với chính ta vững dậy bước tiếp đi. Vì cuộc đời là niềm tin khát khao, vì cuộc đời có gian khó thăng trầm, ta vươn cao đôi tay ta thét vang hey ho hey ho hey hey ho. Vì cuộc đời là trò chơi trắng đen, vì cuộc đời còn mang những cơ hội. Về cùng kia sau bao ven tháng thu chỉ còn nỗi xót xa hoang tàn. Ta mỗi bước đi bao khó nhọc, đâu đó cho ta hy vọng. Năm tháng mai sau yên lòng, và ta ngóng trông vầng dương soi lối trái tim hận thù, cố xóa tan đêm mịt mù. Muốn nói với chính ta vững dậy bước tiếp tháng năm tháng chờ. Năm tháng tâm tư cô độc, chẳng biết nơi đâu yên bình. Ký ức mang bao cay đắng, niềm đau giấu cho riêng mình. Ánh sáng nơi cuối con đường, đánh thức những ai sai đường.
buông hết trái ngang hận thù nơi